trọng chào mừng quý khách đến với cơ sở điêu khắc chế tác đá mỹ nghệ đá ốp lát Hồng Tuyến. Tự hào là đơn vị uy tín đạt chuẩn tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đá mỹ nghệ Hồng Tuyến ra đời với sứ mệnh kiến tạo nên những giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật. Chúng tôi chuyên tư vấn thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt đá mỹ nghệ như lăng mộ tiểu cảnh, lăng mộ tẩm, tượng đài, trùng tu, sửa chữa làm mới các khu văn hóa, khu di tích lịch sử. Trải qua nhiều năm phát triển, gặp gỡ hàng nghìn khách hàng trong cả nước, nắm được những tâm tư nguyện vọng, những yêu cầu khắt khe, chúng tôi đã chọn lựa những sản phẩm đá đẹp, bền, chất lượng ngàn năm, phù hợp với phong thủy. Tất cả sản phẩm được làm tỉ mỉ, mỗi sản phẩm hoàn thành đòi hỏi rất nhiều thời gian, qua nhiều công đoạn. Từ một tảng đá sở phác thảo sản phẩm phù hợp màu sắc và kích cỡ, đến làm thô, cho ra hình dạng, làm nguội, rồi đánh bóng. Nhỏ nhất thì vài ngày, lớn thì vài tháng, đôi khi cả năm. Nó thể hiện cả sự đam mê nghề nghiệp và sự kiên trì của người làm nghề. Nguyên liệu chủ yếu là đá cẩm thạch và đá sa thạch, đủ các màu sắc được lấy từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung Việt Nam. Qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân có thâm niên hàng chục năm trong nghề, với những ý tưởng sáng tạo độc đáo, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, chúng tôi đã kiến tạo nên những sản phẩm đẹp. Trong thời kỳ hội nhập 4.0 và phát triển, đá mỹ nghệ Hồng Tuyến mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ khách hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Kế thừa tinh hoa của thế giới và Việt Nam, tối giản mà toàn năng, cân bằng và suy mỹ, tinh túy thiên nhiên hòa hợp trong không gian nhân tạo, sự đặc sắc và tinh tế của đá mỹ nghệ Hồng Tuyến là những trải nghiệm chưa từng có trong bất kỳ sản phẩm đá nào. Hãy đến trải nghiệm và cảm nhận được những tuyệt tác chạm đến trái tim. Trân trọng kính mời quý khách đến tham quan và đặt hàng tại cơ sở đá mỹ nghệ đá ốp lát Hồng Tuyến, địa chỉ thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại 0973 617 888, 0988 917 333. Đá mỹ nghệ Hồng Tuyến, đỉnh cao nghệ thuật, cuộc sống thăng hoa.